nguồn flyback thì chúng ta sẽ hiểu nó là gì. Mát của sơ cấp không chung với mát của thứ cấp. Hàn riêng. Nó được cách ly rõ ràng bởi hai cuộn dây của trên một cái máy biến áp. Cách ly nhau hoàn toàn luôn. Hiểu chưa? Đó. Rõ ràng là 300 ở đây nó có lối với thằng này đâu. Nhưng tại sao thằng này nó vẫn có điện? Nó dựa trên nguyên tắc cảm ứng điện từ. Hiểu chưa? Đó. Do vậy là gì? Chúng ta phân biệt rõ nguồn flyback là nó không chung mát. Nhớ. Tiếp theo đến dạng nguồn xung, tiếp theo đó là nguồn bốc, cũng là nguồn xung nha, nhưng mà dạng bốc. Bây giờ thì có thể xóa được cái trên này luôn rồi, không liên quan gì nữa. Đấy, biết cách câu độ nguồn rồi mà không cần phải ấy nữa rồi. 3 câu thứ sáng tối nguồn xung lại xì khói như mỏ nguồn xung dạng bốc. Lát nữa mới nói lại là tại sao hôm trước nó bị bốc khói. Nguồn xung dạng bốc thì cái nguồn xung dạng bốc này á, bản chất của nó cũng sử dụng linh kiện bán dẫn, nó cũng sử dụng linh kiện bán dẫn, nhưng chỉ có một điều là gì, nó lấy mát của AC để làm mát chung cho toàn mạch luôn, kể cả vi xử lý cũng chung lấy điện áp AC để sử dụng chung luôn. Cái nguồn dạng bốc này thì nó sẽ không, nó sẽ dùng PC chứ nó không hệ được cái thế anh nhỉ? Hay thế nào? Cứ bình tĩnh. À, nước tủ lạnh cũng bột vậy. Cứ bình tĩnh. Đây chứ mặt, chứ mặt. Đó. Đó. Thì ở đây của chúng ta thì hồi nãy mình nguồn dạng bốc thì cái khối đầu tiên của ta chúng